Đây là công đoạn đến cái miếng hồi. Các bạn nhìn gỗ ngọc lam đỏ kia nhá. Quá mịn màng. Các nhìn luôn. Ngoài mặt là trắng đấy nhưng mà xong nó đỏ. Tuyết long lanh. Nhìn tuyết. Sắc tiếp tuyến long lanh này. Ok chưa? Ok, chắc chắn nhá. Theo các cái này nó làm là những cái ống bút 8 phân được đúng không? Để cái này nó không bị cắt mấy cái rễ này thì nó ra đây thì đẹp nhỉ. Phát hiện thành kịp rồi. Đó, nó chơi với nhau có một vùng mực thôi, nhưng mà cứ thấy là cái đầu hồi của cái quách. Tức là tôi đi dưới. Ừ. Tỏ rất là tài năng đúng không? Đặt xuống nó cứ bị chạm cơ lên đất nhỉ? Không chạm. Ui, chun luôn. Đầu hồi của cái này bỏ đi hết này. Okay. Đây có cái mốc mốc nó lấm nước này khô đi thì bào nó hết không lo rồi. Không lấm nó méo đấy. Công tác làm quách của anh em bây giờ đã chết, điện thoại kia vứt ở xe giờ đã trời đã tối mịt luôn.
trình đang thi công đá quách bằng gỗ mạ pan đỏ cực kỳ là gian. Đây là cách làm để làm đối với tấm bản thân lưng này, làm thì cần phải có tâm. Phẳng luôn à? Đeo được hai đế một đầu hồi. Để ăn tiếp mảnh này. À đây mảnh này hồi. Gỗ kình quá. Tiết long lanh. Nhìn như vàng tâm luôn. Vàng này. Tiết. Chất lặng như vàng tâm nhỉ. Lặng kinh khủng. Để có được những bộ quách như này không hề đơn giản tí nào. Tiền là một chuyện, nhưng là công sức rồi là chọn được gỗ chuẩn, lặng chắc. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cuốn nhớ này. Ngồi xuống. Để chưa? Ngoan thế nhỉ? Ôi dồi em à. Em ăn cơm chưa? Ừ? Giờ này các anh vẫn còn đang cày đây này, chưa được tắm đây này. Con này gầy quá. Đấy. Tuyết luôn. Với các năm hình tuyết. Sao mình tận dụng các cái này đóng được cái tủ không anh? Yeah.